Đạo của quận cũng đã đi kiểm tra thực tế tại trường Trung học phổ thông Trần Phú Hoàn Kiếm và trường Trung học phổ thông Việt Đức. Thì qua kiểm tra thì chúng tôi thấy là về cơ bản thì các hai trường cũng đã chuẩn bị rất là chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho kỳ thi. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với các phòng ngành để phối hợp chặt chẽ với hai trường, đặc biệt để làm tốt công tác và đảm bảo an ninh trật tự về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên thì qua kiểm tra hiện nay thì chúng tôi thấy là về cái công tác đảm bảo điện thì hiện nay thì cũng đang giao cho công ty điện Hoàn Kiếm, thì công trình sẽ tham mưu để thuê cái máy phát điện để đảm bảo cái công suất, đủ công suất để phục vụ cho cái kỳ thi được tốt nhất, phục vụ tốt nhất cho các thí sinh khi trong quá trình làm bài, để các em đảm bảo về các điện chiếu sáng, về quạt mát và các cái điều kiện khác để đảm bảo cho cái việc làm bài của các em được tốt nhất. Hà Nội sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2023. Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, đại diện ban chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố Hà Nội cho biết, hệ thống các trường và phòng giáo dục đào tạo các quận đã bám sát quy định của thành phố Hà Nội, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón thí sinh đến thi. Trên địa bàn quận Ba Đình có 7 điểm thi với 160 phòng thi. Những điểm thi đặt ở 4 trường trung học cơ sở là Phan Chu Trinh, Nguyễn Tri Phương, Thăng Long và Thành Công và 4 trường trung học phổ thông khác. Kinh nghiệm hàng năm thì chúng tôi cũng có những cái lực lượng như là thanh niên tình nguyện, rồi thì các lực lượng hỗ trợ khác như là an ninh, rồi công an của phường, của quận sẽ có những cái phương án cũng như là đường dây nóng để hỗ trợ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức các cái điểm chờ để cho phụ huynh và những người thân đưa con đến các cái điểm thi một cách có cái điểm nghỉ, một cách an toàn cũng như là đảm bảo văn minh. Năm nay, quận Ba Đình có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là gần 3.700 em. Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh của quận đã thành lập tổ công tác hỗ trợ tại từng điểm thi nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết vướng mắc phát sinh. Sau nhiều lần kiểm tra các phòng thi và phòng làm việc của cán bộ giáo viên tại các điểm thi và làm việc với ban chỉ đạo tuyển sinh của quận Ba Đình Tây Hồ, ông Trần Đế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố năm 2023 đã ghi nhận công tác tuyển sinh chu đáo nghiêm túc của các đơn vị. Năm nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các đơn vị trực tiếp rà soát kỹ điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống điện nước, điều hòa và quạt làm mát tại các phòng thi, đồng thời lường trước được những tình huống có thể phát sinh để chủ động ứng phó và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các thí sinh. Dự kiến, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2023-2024 có 116.000 lượt thí sinh tham gia với 201 điểm thi trên địa bàn 30 quận huyện của thành phố Hà Nội. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6. Học sinh đến điểm thi và làm thủ tục vào ngày 9 tháng 6.